Từ miền quê ra thành phố kiếm sống, nhiều người phải ở trong những ngôi nhà nằm chênh vênh trên những chiếc cọc gỗ ven sông. Cứ thế, khu ổ chuột tồi tàn, ẩm thấp, tồn tại giữa lòng Sài Gòn hàng chục năm nay. Dọc kênh Tẻ, đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều căn nhà lụp xụp nằm chênh vênh trên những cọc gỗ. Khu ổ chuột là tên gọi mà người ta đặt cho nơi đây. Những ngôi nhà tạm bợ đã tồn tại hàng chục năm nay. Phần lớn cư dân ở đây là lao động nghèo, người không có hộ khẩu hoặc từ các tỉnh khác đến. Khi đặt chân vào những căn nhà, điều đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là sự ẩm thấp, lộn xộn và nhếch nhác. Ngay dưới chân nhà là dòng nước đen ngòm và ngập rác. Trong căn nhà rộng chừng chục mét vuông là nơi của vợ chồng anh Phục, ngụ ở tỉnh Bến Tre, và hai đứa con nhỏ ăn ngủ sinh hoạt. Để có tiền thuê nhà và mua sữa cho các con, buổi sáng anh Phục phải dùng ghe đánh cá. Thời gian còn lại, anh đi hái dừa thuê, phải rất dè sẻn mới đủ để trang trải cho cuộc sống. Khu vệ sinh, bếp núc chỉ gói gọn trong một không gian chật hẹp. Tất cả chất thải sinh hoạt hàng ngày đều được thải thẳng xuống dòng kênh này. Trải qua thời gian, những cọc gỗ là nơi để đỡ cho ngôi nhà mốc meo, mục nát, khiến ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà trong những căn nhà đó lại là nơi trú ngụ của biết bao nhiêu mảnh đời đang gánh nặng mưu sinh. Thời gian gần đây, thời tiết ở Sài Gòn nắng nóng, cuộc sống của người dân những căn nhà khu ổ chuột lại càng thêm bức bối, khó chịu. Về mùa mưa, lại ẩm thấp, ruồi muỗi, gián, côn trùng xuất hiện nhiều, sức khỏe của người dân vì thế cũng bị ảnh hưởng. Khu vực vệ sinh cũng chỉ được che chắn bằng những tấm tôn mỏng, xỉn màu, trong khi ở bên kia đường Trần Xuân Soạn, những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm. Cuộc sống nhộn nhịp đối lập hoàn toàn với khu ổ chuột. Những gia đình ở khu ổ chuột này đã nhận tiền hỗ trợ từ dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nhà ở ven kênh Tẻ, nhưng vẫn chưa di dời được vì nhiều lý do, trong đó họ cho rằng mức đền bù chưa thỏa đáng và cứ như thế, ở đô thị phồn hoa tráng lệ Sài Thành này, cuộc sống của những người dân trong căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột bên kênh Tẻ vẫn cứ bình lặng trôi qua từng ngày.